Đây là tiết sinh hoạt đầu giờ của lớp 12A6 trường Trung học phổ thông Nghèn, huyện Can Lộc. Thay vì các hoạt động ca hát, chữa bài như trước, thì những tuần qua, giáo viên chủ nhiệm đã giao cho các em học sinh tìm hiểu về phương án tuyển sinh của các trường đại học, ngành nghề mà các em sẽ lựa chọn để chia sẻ, thuyết trình trước lớp. Sau mỗi tiết học như vậy, các em được cô giáo trao đổi cụ thể hơn và giải đáp những thắc mắc về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Em có nguyện vọng là được học vào trường sư phạm và em đang phân vân giữa một số trường như sư phạm Vinh và sư phạm Huế, bởi là nó chênh lệch giữa điểm chuẩn hàng năm nên là em cũng muốn chọn một trường cho phù hợp với năng lực cũng như là khả năng vào trường của mình để phù hợp với ngành học của mình sau này. Qua các buổi mà em được tuyên truyền cũng như là hướng nghiệp của nhà trường thì em đã chọn được cho mình một ngôi trường để có thể vừa phù hợp với điểm cũng như là năng lực học của mình. Trong các cái tiết sinh hoạt lớp hoặc là 15 phút thì cô thường giáo cho các cái bàn trong các cái tổ sẽ lần lượt nhau là tìm hiểu về một cái số trường mà các em yêu thích trong cái sự bình chọn của các em, và trên cơ sở đó thì sẽ cung cấp cho các em những cái hiểu biết về cái trường đó, ví dụ như về cái các cái ngành nghề này, các cái tiêu chí tuyển sinh này, rồi là những cái mà nghề cần, và từ đó các em có những cái định hướng. Bên cạnh việc chú trọng công tác giảng dạy cho học sinh cuối cấp, thời điểm này các nhà trường cũng đã bố trí đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, cập nhật các thông tin tuyển sinh, đẩy mạnh tư vấn trên website, fanpage và lồng ghép hướng nghiệp vào các tiết học. Đồng thời liên kết phối hợp với các đơn vị tuyển sinh, các trường đại học cao đẳng tổ chức các đợt tư vấn hướng nghiệp, từ đó giúp các em xác định được mục tiêu, hướng đi cụ thể. Dịp này thì chúng tôi đang cho thăm dò lại lần cuối về cái nguyện vọng của các em sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì được phân ra các nhóm. Thứ nhất là nhóm theo sẽ thi đại học cao đẳng, nhóm thứ hai là nhóm theo hướng là du học và xuất khẩu lao động, nhóm thứ ba là nhóm học nghề. Trong thực tế đã có không ít trường hợp các em học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn mông lung vì chọn sai ngành, sai nghề, mất thời gian để lựa chọn lại. Nên công tác hướng nghiệp học sinh là rất cần thiết và thời điểm này các nhà trường tăng cường thực hiện. Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường học phải hết sức quan tâm đến xây dựng cái kế hoạch cụ thể để tổ chức cái giáo dục hướng nghiệp cho các em học sinh, nhất là học sinh của lớp 12. Vì vậy là các nhà trường là phải tiếp tục quan tâm phối hợp với các lực lượng để cung cấp cái nhu cầu nghề nghiệp, rồi phối hợp với các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để giới thiệu những cái nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở trường của các em học sinh. Quyết định học gì, làm gì sau tốt nghiệp trung học phổ thông là bước ngoặt lớn, có thể tác động đến cả tương lai. Vì vậy, các em cần sự quan tâm, định hướng, tư vấn của nhà trường và gia đình để đưa ra được những lựa chọn phù hợp.